Sự khác nhau giữa khách sạn 3 sao, 4 sao, 5 sao theo chuẩn khách sạn tại Việt Nam. Có bao giờ bạn muốn đặt phòng khách sạn mà lại rất là phân vân, không biết lựa chọn khách sạn mấy sao là phù hợp với nhu cầu lưu trú của mình hay không? Bởi vì có những khách sạn tại Việt Nam tiêu chuẩn xếp loại sao rất là mờ mờ. Chính vì thế mà bạn lập du lịch sẽ mạnh các bạn cách phân biệt khách sạn 3 sao, 4 sao và 5 sao để bạn dễ dàng lựa chọn đúng khách sạn theo nhu cầu của mình nhé. Chuẩn khách sạn 3 sao. Khách sạn 3 sao là tiêu chuẩn khách sạn khá là phổ biến ở Việt Nam. Giá phòng của khách sạn 3 sao thường không quá cao nhưng vẫn đảm bảo tiện ích cho hầu hết khách du lịch. Tiêu chuẩn thiết kế khách sạn 3 sao và thi công nội thất của khách sạn 3 sao tương đối dễ dàng và nhanh chóng hơn những khách sạn hạng sang khác. Tuy nhiên cũng không quá đơn giản như những khách sạn bình dân. Khi thiết kế khách sạn 3 sao, các yêu cầu thường gói gọn ở các trang thiết bị vừa đủ cho khách hàng sử dụng và đương nhiên vẫn phải đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Một số đặc điểm của khách sạn 3 sao: thời gian phục vụ từ 6 giờ cho đến 22 giờ. Dành khách sạn 3 sao khoảng 35m², có khu vực vệ sinh riêng, có khu vực hút thuốc riêng, thường tích hợp cửa thang máy tại đây. Số lượng phòng ngủ tối thiểu 50 phòng, có nhiều hạng phòng khác nhau như là phòng đơn, phòng đôi, phòng VIP hay các phòng bình dân, đặt tiêu chí đơn giản, sạch sẽ và tiện nghi lên hàng đầu. Theo tiêu chuẩn của khách sạn 3 sao, tối thiểu diện tích phòng đơn là 18m² và diện tích phòng đôi là 22m². Khu vực để xe với khách sạn 3 sao thường đáp ứng tối thiểu 5% số buồng ngủ. Phòng hội thảo, phòng họp, hội nghị ở trong khách sạn 3 sao thì được thiết kế bố trí tối thiểu 30 ghế ngồi. Một khách sạn 3 sao cần đảm bảo phải có một nhà hàng và có một quầy bar để phục vụ khách hàng ăn uống. Số ghế trong nhà hàng tại khách sạn 3 sao phải đảm bảo phục vụ tối thiểu 60% số giường. Nhà hàng tại khách sạn 3 sao có phục vụ ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, đảm bảo chất lượng và đa dạng món ăn, bao gồm phục vụ bàn ăn uống tại phòng ngủ. Khu vực bếp trong khách sạn 3 sao thì bao gồm khu bảo quản thực phẩm, khu giá món, khu để dụng cụ, v.v. Ngoài ra thì còn có các dịch vụ khác như là y tế, trực cứu hộ, bể bơi, dịch vụ văn phòng, quầy lưu niệm, thu đổi ngoại tệ, dịch vụ giải trí, giặt la. Và tùy theo khách sạn 3 sao sẽ có từng tiện ích khác nhau. Tiêu chuẩn của khách sạn 4 sao. Xét về số lượng, những khách sạn 4 sao tại Việt Nam thì cũng khá là phổ biến. Nhất là tại những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam thì số lượng những khách sạn resort tiêu chuẩn 4 sao khá là nhiều. Và tùy theo nhà thầu mà thiết kế khách sạn 4 sao sang trọng có sự khác nhau đôi chút về ý tưởng, cách bố trí, tiện nghi. Nhưng nhìn chung có những đặc điểm của khách sạn 4 sao như sau. Thứ nhất, thời gian phục vụ khách lưu trú 24/7. Thứ hai, khách sạn 4 sao có khu vực bếp Âu, bếp Á và bếp bánh phục vụ. Thứ ba, số lượng phòng ngủ tại khách sạn 4 sao tối thiểu 80 phòng. Đối với khách sạn thành phố, khách sạn nghỉ dưỡng và 50 phòng với khách sạn nổi, khách sạn bên đường. Thứ tư, thiết kế phòng ngủ của khách sạn 4 sao tiêu chuẩn phải đẹp mắt, an toàn, cách âm tốt, tiện nghi đầy đủ, có nhiều loại phòng khác nhau. Thứ năm, diện tích phòng của khách sạn 4 sao tối thiểu: phòng đơn 21m², phòng đôi 25m², phòng VIP 41m². Thứ sáu, dịch vụ: áp dụng buffet sáng cho khách hàng với những món đồ ăn uống rất là phong phú với chất lượng cao. Thứ bảy, khách sạn 4 sao phải có các loại kho như sau: kho bảo quản nguyên liệu thực phẩm, kho đồ dùng thiết bị dự phòng, kho lạnh thực phẩm, v.v. Tiếp theo, có quầy bar đêm phục vụ và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ cho người khuyết tật theo tiêu chuẩn khách sạn 4 sao ở Việt Nam. Bên cạnh đó thì nhiều khách sạn 4 sao còn cung cấp dịch vụ đánh thức mỗi sáng cho khách lưu trú và có nhân viên chuyển hành lý cho khách. Tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao. Với tiêu chuẩn khách sạn cao cấp nhất là phân khúc khách sạn 5 sao thì tất cả mọi thứ trong khách sạn gần như hoàn hảo. Từ thiết kế thi công nội thất của khách sạn 5 sao cho đến sự phục vụ của nhân viên là một quy trình gắt gao. Ở nhiều địa điểm du lịch Việt Nam và những thành phố lớn trên cả nước đều có những khách sạn hoặc là resort 5 sao sang trọng và có mức giá cao. Ở mỗi khách sạn 5 sao thì đều có phong cách riêng của mình. Nhưng mà nhìn chung thì đặc điểm của khách sạn 5 sao có thể kể đến như sau. Thứ nhất, thời gian phục vụ 24/7. Thứ hai, khu vực bếp Âu, Á sang trọng, đẳng cấp và tiện nghi.
Thứ ba, khách sạn ở vị trí giao thông thuận tiện, môi trường cảnh quan xung quanh thì sạch đẹp. Thứ tư, cửa ra vào riêng biệt cho khách hàng và nhân viên, có tầng đặc biệt hay là khu phục vụ đặc biệt. Thứ năm, quầy lễ tân phải có, quầy đặt buồng, quầy đón tiếp và tổng đài điện thoại. Thứ sáu, lễ tân phải thông thạo hai ngoại ngữ, ngoại hình cân đối, dị tật. Thứ bảy, phải yêu cầu bài trí và dụng tiện ích và vật dụng trang trí khắt khe hơn để tạo tính chất thẩm mỹ. Thứ tám, quy mô khách sạn 5 sao phải đạt tối thiểu 100 phòng, phòng đơn 24m², phòng đôi 32m², phòng đặc biệt 56m², phòng đặc biệt cao cấp 100m². Tiếp theo, khu vực gửi xe của khách sạn 5 sao phải đủ sử dụng cho 50% tổng số buồng phòng. Hệ thống ánh sáng và các thiết bị điện phải được thiết kế thông suốt giữa các tầng. Thiết kế nội thất với đồ nội thất cao cấp sử dụng chất liệu là tiêu chuẩn nội thất khách sạn 5 sao được kiểm định nhằm mang lại sự thoải mái và tiện nghi cho khách hàng. 100% buồng ngủ thì có phòng tắm đứng hoặc là buồng tắm nằm có rèm che, trong đó 30% buồng ngủ có cả hai loại. Có các phòng ăn Á, Âu, các phòng tiệc, bar. Khu bếp có kho bảo quản thực phẩm. Trải thảm chất lượng cao, toàn bộ buồng ngủ, hành lang, cầu thang. Ngoài ra, ở những tiêu chuẩn khách sạn khác nhau sẽ có từng yêu cầu riêng biệt khác về cách lát gạch hay bố trí phòng tắm rất là khác nhau. Nhưng mà đa số đều hướng đến sự tiện nghi cho khách lưu trú. Hy vọng qua video này của blog du lịch thì bạn sẽ có cái nhìn chung nhất về sự khác nhau giữa khách sạn 3 sao, 4 sao và 5 sao bạn nhé. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.